Nam thì cần bây giờ đồng tử bốn ly là các cô hoặc là sinh cô cái gì bỏ đi không ngờ là ngon em sợ học nhiều quá này em sợ nó ăn cũng lâu sợ là còn nhiều à, có thể có những cái nguyên nhân là toàn thân là tất cả những bệnh lý tim mạch bạn thấy không, bao gồm bệnh lý van tim u nhầy dĩ trái rồi cục huyết tiểu cầu đủ thứ bệnh lý tim mạch. Như vậy là bạn thấy xuyên suốt của cái bài này là nó phải có một căn nguyên tim mạch toàn thân. Dấu hiệu của cái đó là gì? Lúc này nó không còn mặn khuyết gần nữa không, mà nó không còn gì hết. Khuyết đều dẫn truyền đồng tử hướng tâm vào bộ phận thì lực của bạn là mất hoàn toàn luôn, thậm chí sáng tối âm tính, nó không còn cái mao mạch khắc mạc để mà bạn có thể còn sáng tối dương tính. Sở dĩ hồi xưa bạn còn sáng tối dương tính là bởi vì cái hệ thống tuần hoàn hắc mạc nó còn, còn bây giờ nó tuần hoàn hắc mạc nó cũng không, thì bạn là âm tính. Đôi khi triệu chứng lâm sàng nó hơi giống nhau, bạn thử nếu mà phản xạ ánh sáng âm tính luôn, phản xạ đồng tử hoàn toàn không còn sáng tối âm tính, bạn kết luận đây là tắc động mạch mắt, chúng ta được mạch trung ương của mạch. Còn cái móc mạc trắng thì làm sao để mà đánh giá được độ trắng nhiều trắng ít, cái đó chủ quan, nó phù nhiều hơn so với cái tắc động mạch kia, nhưng mà nó cũng vẫn chỉ là một cái móc mạc phù. Hai cái yếu tố quyết định của bạn là không có phản xạ đồng tử, tất cả các phản xạ đồng tử. Và cái thứ hai là âm tính, lúc đó bạn kết luận từ là tắc động mạch mắt, chưa cần đến cái khám, nó còn lại cái vấn đề của trung mạch huyền quang thì mất luôn cấp máu hắc mạc, bạn thấy toàn bộ hắc mạc của máu cấp máu thì đen thui đó. Toàn bộ cái hệ thống tuần hoàn của hắc mạc và máu mạc đều không có, nó chỉ có được một nhúm ở chỗ cái gai thì ra đây chỉ còn toàn bộ đen thui, mất cấp máu hắc mạc và máu mạc. Điều trị cho đến bây giờ tất nhiên tôi sẽ nói những cái này, nhưng mà tôi nói luôn một câu để các bạn nhớ luôn là điều trị tắc động mạch trung tâm hoang mạc nói chung là không có điều trị. Bạn có điều trị là chỉ để làm an lòng chính mình thôi, để bạn cảm thấy là bạn đã làm hết trách nhiệm cho bệnh nhân. Đó là ở con mắt đã xảy ra tắc nhá, ở con mắt đã xảy ra tắc. Còn ở con mắt không xảy ra tắc thì bạn muốn điều trị thì điều trị. Đó. Thì tức là nếu điều trị thì tức là điều trị ở con mắt không xảy ra tắc. Tại vì bạn biết là nó toàn bộ cái bệnh lý này nó liên quan tới cái gì, tim mạch, huyết áp hoặc là những cái bệnh chuyển hóa toàn thân. Thì cái vấn đề mình điều trị là gì? Điều trị phòng ngừa cho con mắt bên kia, trong một trường hợp nào đó nó giống như tắc tĩnh mạch, nhưng cái này nó quan trọng hơn tắc tĩnh mạch. Tắc tĩnh mạch nó còn phục hồi, tắc động mạch nó hoàn toàn không phục hồi. Thì ra cái quan trọng là bạn phòng ngừa cho mắt bên kia sẽ là cái cứu cho người ta cuộc sống. Một người không có mắt nào cuộc sống của họ sẽ happy hơn hẳn một người, à một người còn một mắt sẽ happy hơn nhiều so với một người không có mắt nào, cuộc sống nó là cả ngoặt lớn. Nếu bạn không phòng nó sẽ xảy ra ở mắt bên kia. Và tại vì nguyên nhân là nó nằm đâu đó trong tất cả những cái bệnh tim mạch hoặc huyết áp thôi, thì như vậy có nghĩa là mình ngay từ khi họ xảy ra ở mắt thứ nhất bạn đã đi tìm nguyên nhân rồi, thì bạn sẽ phòng được mắt bên kia, khả năng xảy ra rất ít. Van tim thì làm van tim, nối bắc cầu thì làm bắc cầu, huyết áp thì uống thuốc huyết áp, bệnh tại máu thì xài antithrombin thì cái đi đó. Thành ra chính như vậy là cái đó là cái điều trị nhân bản nhất và đúng y đức nhất. Còn tại nhãn cầu thì người ta vẫn có chỉ định điều trị nếu như cái tắc nó xảy ra, người ta nói là khoảng chừng 72 tiếng. Ở đây có nghĩa là nó không tắc hoàn toàn. Thành ra nếu họ đến trong vòng 72 tiếng, ai biết nó tắc lúc nào mà bạn đến trong 72 tiếng, đúng không? Nhưng mà người ta
cho cái quy định đến Trung Quốc sao, trong quy định đến họ nói rằng là trong vòng 3 ngày đầu bệnh nhân đến thì mình vẫn phải điều trị, tại vì cái điều trị này là hy vọng nó là những cái cục như là sợi huyết tiểu cầu, như là mảng vô len họ, hoặc là như một cái tắc gì đó mà nó có thể đẩy cái đó ra xa, đẩy cái cục đó chạy đi được, đó là cái điều trị cho nó khỏi nằm ở ngay lá sàn, hoặc là nó càng xa càng tốt cái võng mạc trung tâm, đúng không? Đó, đó là cái thái độ điều trị với cái tâm tưởng như thế, với cái tâm lý như thế. Còn một cái võng mạc mà nó thiếu máu trong vòng một tiếng đồng hồ là nó chết, cái võng mạc thiếu máu mất cấp máu hoàn toàn trong vòng một tiếng đồng hồ là nó đã chết, không phục hồi. Nếu nó mất cấp máu hoàn toàn, nhưng mà ai biết được là nó có mất cấp máu hoàn toàn hay không, nó vẫn có một số những cái nó chui qua được cái lòng mạch thì nó vẫn còn một chút cấp máu. Nhưng mà trên thực nghiệm đó, nếu một cái võng mạc họ mất cấp máu hoàn toàn trong vòng một tiếng đồng hồ là chết, không hồi phục. Thành ra cái điều trị ở đây nó là cái gì đó, tôi nói như vậy là hết, các bạn muốn hiểu sao? Đó là điều trị là gì, nó có những mục tiêu đó. Thành ra người ta vẫn có những bước điều trị, nhưng mà điều trị chưa có một cái bước điều trị nào chứng minh được là người ta cứu được vì những cái này mà hồi phục thị lực. Người ta vẫn hy vọng vì những cái này nó hồi phục thị lực, nhưng mà có vẻ như là cái hồi phục thị lực là do cái thể bệnh và do cơ địa, cây bay cây, tức là tùy cả. Có những ca mức độ tắc nhiều hay ít, chưa có một cái test nào để đánh giá mức độ tắc nhiều hay tắc ít trên một cái tắc động mạch, người ta chưa làm được cái điều đó. Thành ai biết được là nó tắc nhiều hay tắc, thành ra bạn vẫn phải để là khôi phục tuần hoàn võng mạc càng chạy càng tốt, câu rất là hô khẩu hiệu, bằng cách làm tăng tới máu võng mạc và loại bỏ thuyên tắc, tức là cứ làm sao cho nó tăng máu và cái thuyên tắc chạy càng xa càng tốt ra khỏi cái gì đó. Nó chạy càng xa thì cái vùng nó phụ trách ít đi thì nó giữ lại được à. Rồi điều trị sớm trong vòng, có sách 72, có sách 48 rồi, bạn nhớ đại 48 đi, thích số nào thì nhớ số đó, bạn nào số thích số nào thì nhớ số đó, nó không có cái gì chung nữa. Bệnh nhân nằm đầu ngang hay là bệnh nhân nằm đầu thấp giống như cao huyết áp, để cho áp lực máu nó dồn xuống, nó đầy được cái cục máu chạy đi à, đừng nằm đầu cao. Mới đến cái nghe nói tắc động mạch xác định rồi là cho bệnh nhân nằm đầu thấp luôn hoặc đầu ngang liên tục cho đến khi nào chịu hết nổi thì thôi ngẩng lên chụp xong lại nằm tiếp. Mát xa mát nhiều lần, vô khẩu hiệu được mát xa ấn xuống này, ấn tới lui cứ 15 phút xong rồi nghỉ, ấn tới lui là sao, để cho nó nhu động, nó hy vọng cái cục máu nó chạy xa, nó chạy xa ra khỏi cái chỗ tắc, tại vì mình tạo một cái áp lực lên pha lên thể, nó đè vào cái thành mạch để cho cục máu biết đâu nó đang còn lỏng lẻo hay nó chạy đi được thì máu nó chui qua được thì nó giữ được một số vùng. Về mặt lý thuyết là đúng, nhưng người ta không chữa được. Có những người đến tắc họ làm đồ thì cũng không phục hồi. Lý thuyết là đúng, cái này duy trì. Lý thuyết cái này đúng, nhưng mà không thực hiện được thì không coi là duy trì. Đó, đây là những cái điều trị duy trì, nhưng mà textbook, tất cả các textbook các bạn lên thư viện mở ra là vẫn theo bước này. Từ 50 năm nay người ta vẫn điều trị như thế này, mà người ta không tìm ra được cái gì mới. Làm tăng đến chất mỗi lần 15 phút, làm tăng dòng máu loại bỏ huyết khối, acetazolamid để làm hạ nhãn áp cũng y như vậy thôi, để làm cho cái cục pha lê thể nó teo lại. Acetazolamid nó làm cho cục pha lê thể teo lại, giảm tiết thủy dịch, nó làm cho cái trương lực của cái mạch máu nó đỡ bị đè thì cái cục huyết khối nó chạy đi được. Chọc tiền phòng thôi, mình chọc tiền phòng cũng vẫn là một cái, tôi nghĩ các bạn chọc tiền phòng thì còn gây mổ tiền phòng nhiễm trùng luôn. Nhưng nếu có điều kiện và các bạn thông thạo thì chọc tiền phòng, nhưng mà nếu đã xài acetazolamid thôi phải chọc tiền phòng cũng là mục đích làm hạ nhãn áp. Rồi đó là điều trị cấp cứu. Hiện nay đó ở Paris thì người ta điều trị như thế nào? Ở đây người ta sẽ cho bệnh nhân làm một cái gọi là bi lăng về toàn thân, họ cũng làm tất cả những cái đó. Đó, một bệnh nhân tắc động mạch vào họ cũng cho làm hết để họ phòng ngừa cho mắt thứ hai á, cũng y chang như vậy thôi. Và ở Việt Nam thì không cho nhập viện, nhưng mà ở nước ngoài đó, một bệnh nhân tắc tĩnh mạch này họ cho nằm trong bệnh viện 3 ngày để họ tìm nguyên nhân, họ khám lại tổng quát tất cả mọi thứ, họ nhập viện luôn nhé, làm Doppler động mạch cảnh,
này thì sẽ có cái mảng sơ nữa là không làm chụp echo cảm giác cái trò biết là siêu âm tim, thì sẽ có cái van nào có cục canxi nào nằm đó không, điều trị loại bỏ hết tất cả những cái đó. Mình thì không cho làm siêu âm tim, không cho đứt lơ động mạch cảnh, thì mình chỉ xét nghiệm máu xem tiểu cầu VF có vấn đề gì không. May mắn lắm mà bạn tìm ra được một cái gì thuộc về bệnh máu thì bạn điều trị được, còn không may mắn thì thôi đành phải chờ thôi. Tại vì một cái mảng scleroplaque nó nằm ở đây mà bạn Doppler bạn tìm thì nó rất nhỏ thôi, nó không bao giờ có thể gây tắc được động mạch cảnh hoặc động mạch cảnh trong, nhưng mà cái mảng đó mà để mà nó rớt ra nó chạy vòng vòng lên dưới động mạch mắt là tắc luôn đó. Thành ra trên một người có như vậy là bạn phải điều trị ngay cả những mảng đó đấy. Còn nếu người không có là thôi, đúng không, thôi nó là cái chuyện mà nhập viện là như vậy. Rồi cái bài bệnh lý võng mạc cao huyết áp này đó, tôi nghĩ các bạn nên đọc, thấy nó có cái gì để dạy nhé, vì những có trong chương trình thì tôi vẫn soạn ra có cái bài, nhưng mà nó là một cái bài nó rất là nghèo nàn, có một vài cái hình tôi sẽ chiếu cho các bạn coi thôi ha. Nói chung là cái người cao huyết áp thì họ sẽ có biến chứng, đến giai đoạn nào đó thì họ sẽ có biến chứng ở võng mạc. Đó là một người cao huyết áp bình thường, giai đoạn nào có biến chứng cho đến giờ này y văn người ta cũng không biết. Và thường cái biến chứng nó xảy ra khi mà họ có thêm một cái bệnh gì đó, bị bệnh tiểu đường, bị suy thận, bị thai nghén, lúc đó cái bệnh võng mạc cao huyết áp nó bộc phát. Người cao huyết áp đó. Trên người bình thường thì bạn biết thế nào mà bạn khám ở giai đoạn nào? Suy thận, thai nghén, đó là những cái bạn lúc đó nó bị nhiễm ra cái mạng cao huyết áp. Trong những cái gọi là có một cái từ gọi là nhiễm độc thai nghén là 3 tháng cuối của thai kỳ. Tôi gặp rất nhiều những phụ nữ có bệnh võng mạc cao huyết áp của 3 tháng cuối thai kỳ. Bạn chẳng có gì để điều trị hết, cái bài này nó chán rồi, bạn không có điều trị, bạn về nó đến khám mình chẳng thấy gì cả, mà chỉ đến có 3-4 phần 10 rồi bạn bảo thôi đi về đi xanh xong hết, đúng là xong hết thật. Xanh xong tự nhiên áp điều trị nè. Thì đây đại cương bệnh học, bệnh cao huyết áp thì là bệnh học của nó là có co hẹp các tiểu động mạch võng mạc. Bệnh cao huyết áp là một bệnh nó bị co hẹp động mạch đầu tiên, và nó co những cái động mạch xa thì sao, tiểu động mạch nhỏ đó. Người trẻ co hẹp nhiều hơn người già do mắc độ mức độ vô sợ đó. Thì cái người trẻ đó cái sự tăng sinh fibrin của nó mạnh hơn người già đó, thành ra cái thành mạch của người trẻ nó khi bị cao huyết áp nó tăng sinh mô sợi nhiều hơn, thành ra nó làm hẹp cái lòng mạch nhiều hơn so với người già, thì nó có cái chuyện đó. Nếu trong trường hợp cao huyết áp kéo dài thì sẽ gây đến vỡ hàng rào máu võng mạc, thì các tiểu động mạch vỡ ra thì nó phải vỡ hàng rào máu võng mạc, vỡ dần các động mạch lớn ha, và gây tăng tinh tơ thành mạch, thoát tất cả những cái loại phân tử nhỏ, các cái gì hồng cầu rồi huyết tương này kia thoát ra ngoài, thì có những cái phân tử lớn thì còn được giữ lại hơn ha. Thì đó là một cái bệnh lý thoát mạch. Bản chất của một cái quá trình bệnh lý cao huyết áp ở trong võng mạc nó có ba cái factor, tức là gọi là ba cái yếu tố. Thứ nhất là có vấn đề co thắt mạch máu, thứ hai là có vấn đề rò rỉ, và thứ ba là có vấn đề sơ cứng động mạch. Thì cái bài này nó là đi vô từng cái chi tiết như vậy. Đó.
co thắt mạch máu, các em đọc đi ha, co thắt mạch máu nữa là co thắt mạch máu thì nó chẩn đoán khó nếu mà nó ở những cái tiểu động mạch. Trong những trường hợp nào người cao huyết áp có thể có hay gọi là cốt tông môn. Khi mà nó có cốt tông môn này thì lúc đó là lúc em cần chẩn đoán phân biệt với lại bệnh tắc tĩnh mạch ở thể thiếu máu. Em soi một cái mắt mà em thấy tự nhiên cốt tông môn đầy, cái điều đầu tiên em nghĩ đây là tắc tĩnh mạch. Nhưng mà em soi lại một chút xíu nữa thì em thấy nếu bệnh nhân này có tiền sử cao huyết áp, có một vài những yếu tố khác không giống nữa, thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt đây là bệnh nhân có biến chứng cao huyết áp nặng chứ không phải là có tắc tĩnh mạch. Đây là một vài cái nốt giảm bông. Nếu như bệnh nhân này mà tắc tĩnh mạch á, mà em thấy là nó có cái cốt tông môn mà tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái này thì cái tĩnh mạch nó phải giãn rất lớn và thường có xuất huyết hình hoàn nến và có phù gai phối hợp. Nhưng nếu nó chỉ có cốt tông môn như này thì đây là cái có mạch cao thế này, không phải tắc tĩnh mạch. Do gì là sao mà nó thoát mạch? Bệnh nhân có thể là có những cái xuất huyết. Đây là những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn mà nhiễm độc thai nghén là tôi hay gặp bệnh nhân như vậy. 3 tháng cuối của thai kỳ là những bệnh nhân suy thận là có một cái bệnh học y như một tắc tĩnh mạch, thậm chí ở đây nó có tắc tĩnh mạch luôn phối hợp. Nó có những cái đoạn bắt chéo nó bị tắc tĩnh mạch. Bệnh nhân có phù gai, có cốt tông môn, có phù góc mạc, có tĩnh mạch giãn, xuất huyết hình hoàn nến và có một vài những cái gọi là exudate này nữa. Đây là những cái tế bào, những cái phần tử cholesterol nó thoát ra khỏi mạch, đặc biệt là những cái mạch nhỏ ở gần cái vùng gọi là cực sau thoát ra và tạo thành một cái hình ảnh như này. Cái hình ảnh như này chúng ta gọi là hình ảnh sao hoàng đỉnh, sao hoàng đỉnh xuất huyết cứng. Khi nào bạn thấy cái hình ảnh thì bạn cái này gọi là sao hoàng đỉnh, chẳng có ý nghĩa, biết đây là gọi là sao hoàng đỉnh chẳng có ý nghĩa. Có thể gặp trong nhiều bệnh, trong đó có bệnh có mạng cao huyết áp và do rò rỉ thì nó ra cái hình ảnh này. Sơ cứng động mạch, sơ cứng động mạch thì là người ta về mặt bệnh học đó thì người ta thấy là nó có những cái biến đổi trong lòng mạch. Nó có ba cái biến đổi trong ba cái lớp của những cái mao mạch nhỏ đó, thì người ta thấy là nó gồm có một cái tổn thương người ta gọi là hyaline hóa, cái lớp gọi là áo trong, inner fiber tức là lớp trong, cái này là bệnh lý mạch máu cao huyết áp. Cái lớp giữa đó thì nó bị tăng phì đại và cái lớp nội mô đó thì nó tăng sản, và tất cả những cái này nó tạo ra một cái sơ cứng thành mạch. Bản chất chữ sơ cứng thành mạch nó là cái chữ nghe nó không phải khoa học, thành ra người ta nói cái gì là sơ cứng thành mạch là do nó ba cái biến đổi này của mạch máu và ba cái biến đổi này nó gây ra một cái gọi là thể hiện trên lâm sàng là biến đổi của cái chỗ bắt chéo động tĩnh mạch, thể hiện đầu tiên rõ nhất ở những cái chỗ biến đổi bắt chéo động tĩnh mạch. Cái này nếu như các bạn học thì các bạn sẽ thấy là ở trong mạch máu võng mạc về mặt giải phẫu tất cả những cái chỗ mà cho mạch đi qua tĩnh mạch nó có cái bao trùm về mặt giải phẫu. Nhưng mà cái điều đó cái bao động mạch nếu mà nó nằm không phải chỗ bắt chéo nó là cái bao, nó không có liên quan gì đến một cái chỗ bắt chéo thì ở chỗ đó nó không có bao trùm. Và trong trường hợp mà bị sơ cứng động mạch trên những bệnh nhân cao huyết áp thì vì nó dày cái thành mạch và nó làm tăng sản nội mô rồi hyaline hóa cái lớp, nó làm cho cái động mạch chỗ đó nó co thắt lại, và khi nó co thắt lại đó thì nó thắt cái bao nó lại, nó thắt cái bao nó lại thì nó cảm giác như là nó cắt cái tĩnh mạch của nó, do cái tĩnh mạch nó bị co thắt lại vì chỗ đó nó có cái bao chung, hiểu không? Thì cái động mạch cái thành nó sơ cứng nó co lại thì nó kéo cái bao chung nó thắt lại, kéo cái bao chung thắt lại thì là cái tĩnh mạch nó thắt lại, và khi nó thắt lại thì nó mình có cảm giác như là nó bị đứt khúc. Rồi đến khi mà nó thắt đến mức mà nó có thể đứt khúc thật thì nó bể luôn,
nó thành một bệnh lý tĩnh mạch, à nội mạch, à, võng mạc cảm huyết áp được. Thì đó là vấn đề cơ chế bệnh học của nó là xung quanh cái yếu tố đó. Phân độ bệnh lý võng mạc cao huyết áp, cái này các bạn xem cho vui thôi để làm gì, nhưng mà trong các cái tài liệu, trong các cái tài liệu về sách giáo khoa luôn luôn nó có những cái phần tôi thấy thường, biết nó để mục đích phục vụ cái gì, nhưng mà vì có thì các bạn cũng vẫn phải xem để mà hiểu thôi. Cái này chỉ là phân độ bệnh sơ cứng của cái động mạch võng mạc, rồi người ta suy từ cái phân độ sơ cứng của cái mạch máu võng mạc ra cái phân độ của bệnh lý võng mạc cao huyết áp. Nó không có một cái phân độ cho bệnh lý võng mạc cao huyết áp, nó chỉ có cái phân độ của bệnh lý sơ cứng động mạch võng mạc, rồi người ta suy ra cái phân độ bệnh lý võng mạc cao huyết áp nó gần giống như vậy, cái nọ nó lẫn vào cái kia, rồi có một cái phân độ của bệnh lý cao huyết áp thì lúc đó nó khác. Bệnh lý cao huyết áp nó có phân độ riêng của nó. Đó. Nhưng mà tôi đi hỏi nhiều là những cái bác sĩ mà điều trị nội khoa có bao giờ họ quan tâm tới cái phân độ của bệnh lý võng mạc cao huyết áp hoặc là phân độ của bệnh lý này không, mà họ điều trị và họ chẩn đoán họ làm everything trên cái phân độ của bệnh lý cao huyết áp của họ. Họ đâu bao giờ quan tâm tới cái bệnh lý này, cái phân độ này. Nhưng mà vì mình thấy bác sĩ mắt thì mình phải biết đó là cái này. Có một số chỗ là người ta sử dụng cái soi đáy mắt để người ta coi. Soi đáy mắt để bạn chẩn đoán cao huyết áp, để bạn điều trị theo cái đó hả? Không, người ta dựa. Người ta dựa vào huyết áp tối đa trên 14, huyết áp tối thiểu trên 8. Rồi huyết áp ban ngày đo Holter gì chứ đâu có ai. Trong phân độ cao huyết áp hình như nó cũng có một cái tiêu chuẩn của mạch máu của võng mạc. Nhưng mà người ta phân độ động mạch ở đâu chứ đâu có dựa vào cái phân độ động mạch của võng mạc đúng không? Ở đây chắc có một số bạn nội khoa đi học mắt thì tôi chẳng biết là cái này hiện nay người ta là làm thế nào. Bây giờ ai cao huyết áp là vào bạn làm cái khác, bạn điều trị chứ đâu bao giờ bạn đi soi đáy mắt để xem cái độ của nó như thế nào để bạn điều trị theo cái sơ đồ này đâu. Cái sơ đồ này nó có từ năm 1940 của thế kỷ này. Nó gọi là cái phân loại của Kate Wagner, nếu bạn đi tìm. Bạn đi tìm trên tài liệu textbook thì bạn vẫn còn thấy không? Có cái chữ gì không? Có cái gì để ghi không? Chợt. Để bạn biết Kate Wagner. Nha. Đây là một cái phân độ mà có từ những năm từ thời tôi đi học. Trước tôi chắc ông già tôi nếu có đi học mắt thì cũng đã học cái này rồi. Cho đến bây giờ luôn. Vẫn là cái phân độ đó cho đến giờ này, người ta không thay đổi gì bởi vì nó cũng chẳng ai dùng. Chứ mà nó cũng có ở trong textbook. À, nếu các bạn tham khảo thì nó sẽ là tên của nó là đây, cái sơ đồ này, cái sơ đồ mà đang chiếu như này, tên của nó là cái sơ đồ này. Đó, thì các bạn nói thì các bạn cũng biết đây là cái sơ đồ phân độ của bệnh lý võng mạc cao huyết áp. Thì các bạn đọc thôi ha. Thì đây là một cái bình thường. Đó, thì đường kính của động mạch các bạn 2/3 đường kính tĩnh mạch, cái này là dùng khô khẩu hiệu rồi. Khi nó co nhỏ vào một nửa đường kính tĩnh mạch thì được gọi là hẹp động mạch. Đúng như Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm. Đúng không? Đó là normal. Đó là bệnh lý cao huyết áp normal thì động mạch võng mạc vào 1/2/3 đường kính tĩnh mạch võng mạc. Đến giai đoạn 1 mình đọc lên, đã bắt đầu có co hẹp tiểu động mạch ít toàn bộ, ít hoặc toàn bộ, ánh phản xạ động mạch rộng và che lấp tĩnh mạch. Đấy, bạn thấy là đây cái động mạch nó bắt đầu có cái dòng máu nó hơi ít, thành
ra cái ánh động mạch lúc này nó màu trắng, nó sáng hơn so với động mạch khác một. Giai đoạn 2 có co hẹp tiểu động mạch nhiều hơn, lệch hướng tĩnh mạch tại chỗ bắt chéo động tĩnh mạch. Cái này xưa người ta gọi là dấu salis sai. Các hai đây bạn thấy là vì nó có cái bao chung, thành ra khi cái động mạch ở cái chỗ bắt chéo đó nó hơi bắt đầu co kéo đó, thì nó cảm giác như là nó thắt cái tĩnh mạch lại chỗ đó, và cái động mạch, cái tĩnh mạch nó vuông góc với nhau, nó gọi là động mạch tĩnh mạch gập góc. Lúc đó gọi là dấu salis. Khi hai cái động tĩnh mạch gập góc thì vuông, bình thường là nó bắt chéo như vậy, nó không đến nỗi như hình vuông, và ở đây nó là đứng thì đứng và cái động mạch nó cái lòng nó chắc hơn đó, gọi là dấu salis. Độ ma là cái động mạch lúc đó nó thành cái hình cái sao gọi dây đồng, tức là nó giống như cái dây đồng giống như dây đồng đó. Lúc này đó nó có một cái dấu người ta gọi là hẹp tĩnh mạch hai bên ở chỗ bắt chéo. Cái tĩnh mạch lúc này bạn thấy cái đầu nó co nhỏ lại như con lươn, nó ở đây nó chỉ là mới là có vẻ như đứt đoạn, còn ở đây nó co thắt lại, thì lúc đó gọi là dấu Bonnet. Có thêm một cái dấu nữa gọi là dấu gân. Đó, dấu gân cũng là một cái dấu giống như dấu Bonnet, tức là tĩnh động tĩnh mạch gập góc và tĩnh mạch co này. Trong cái giai đoạn 3 này có thể có xuất huyết hình ngọn lửa hoặc là cốt tâm hồn hoặc là hen lên, hoặc là cái gọi là gì sao hoàn hình, có thể ở trong giai đoạn này nó xuất huyết hoặc là có thể có sao hoàn hình hoặc có cốt tâm hồn. Độ 4 là cái độ 3 này cộng với lại cái động mạch nó tắc luôn, cái này gọi là dây bạc silver line dây bạc nó trắng hoàn toàn. Đương nhiên lúc này là có phù gan. Khi mà bạn đã có một cái động mạch như vậy thì lúc đó nó sẽ có phù gan ở giai đoạn 4. Tóm lại là cái phân độ của cái động mạch cao huyết áp rồi. Em thấy ở lâm sàng những bác sĩ nội hay bắt em tìm dấu gân sai ở những bệnh nhân cao huyết áp. Em tìm dấu hiệu gì? Gân sai tức là đến giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3 của gân sai của võng mạc cao huyết áp thì giai đoạn bệnh cao huyết áp là giai đoạn mấy? Tôi nghĩ đó là giai đoạn chót rồi. Gân sai là cái dấu hiệu mà động tĩnh mạch gập góc, độ của cao áp thì đã có xuất huyết, đã có sao hoàn điểm và đã có cốt tâm hồn. Thì lúc thường người đã có gân sai ở trên đáy mắt thì lúc đó bệnh cao huyết áp của họ là giai đoạn mấy? Họ thường là giai đoạn mấy của bệnh cao huyết áp? 3-4 rồi. Một cái chẩn đoán của cái cao huyết áp nó dựa vào nội và biến chứng tổn thương mà do độ có nghĩa là nó phụ thuộc vào huyết áp, số chỉ số huyết áp. Còn giai đoạn thì nó phụ thuộc vào biến chứng cao huyết áp thì lên võng mạc hay là lên tất cả những não đấy, chủ yếu là não, tất cả các cơ quan, tất cả các cơ quan thận. Ví dụ như mình chẩn đoán là giai đoạn gì cao huyết áp độ 2, giai đoạn 3 đã chẩn đoán là độ thì có nghĩa là mình có thể giảm độ được từ cái giai đoạn 108 mình có điều chỉnh xuống 104. Nhưng mà chẩn đoán giai đoạn 3 có nghĩa là bệnh nhân có biến chứng ở giai đoạn 3 thì không bao giờ người ta điều trị chuyển giai đoạn 2 được nữa. Có nghĩa là người ta tin là nếu là gân sai là không bao giờ điều trị lại giai đoạn 2 được nữa. Người ta tin dùng cái giai đoạn để tin lượng cái khả năng điều trị cho khoa huyết áp. Được. Phải thì cũng được. Thì gân sai là bạn hiểu là khi bạn soi đáy mắt thấy cái chỗ bắt chéo á, nó bể xuất huyết, bạn sẽ có những cái xuất huyết hình ngọn nến, bạn sẽ có cốt tâm hồn, bạn sẽ có phù gai hoặc là sao hoàn điểm. Thì đó có ý nghĩa đấy, tức là nếu còn trước đó đâu có ý nghĩa gì, nó ở giai đoạn co hẹp, ở giai đoạn mà mới có nicking, tức là mới có vuông góc thì chưa có gì.
Đây là một vài cái hình ảnh, những biểu hiện khác tại mắt của cao huyết áp. Các bạn có thể, cái này là tất cả những biến chứng như mấy hôm rồi tôi nói. Tất cả những cái điều nãy giờ tôi nói, các bạn có thể thống kê để đọc thôi. Tôi sẽ có thêm một vài cái hình ảnh ha. Đây là cotomon, cái này gọi là cotomon. Phủ gai xuất huyết sao hoàng điểm cotomon, sao hoàng điểm xuất huyết, tĩnh mạch giãn ra, trong cao huyết áp. Cái này là giai đoạn 3 hết rồi, khi bạn thấy sai sao hoàng điểm là giai đoạn 3 hết. Có gân dài chắc chắn luôn rồi. Đây là một cái cao huyết áp ác tính. Ác tính tức là sản giật đại khái, phải không nhỉ? Thì bạn sẽ có như vậy. Phủ gai tắc đứt hết tất cả các tĩnh mạch, cốt tơ môn nó không còn gọi cốt tơ môn nữa mà là nó phù trắng luôn cả những cái vùng hoang mạc như vậy. Vùng hoang điểm có cốt tơ môn mà nó phù, thêm với lại những cái xuất tiết rất là nhiều. Tôi đã gặp như là nhiều lắm trong những cái bà mẹ mới tháng cuối của thai kỳ. Vậy mà các bạn tưởng tượng xanh xong hết thì lực phục hồi 10/10. Cái đó giải thích tại sao, tức là cái này là đã đến giai đoạn 3 rồi mà tại sao sau khi xanh nó lại được. Không, cái phân độ giai đoạn trong cao huyết áp đó chỉ dành cho phân cao huyết áp mạng tính thôi, chứ không phải là cao huyết áp ác tính trong những trường hợp như là thai kỳ hay là những trường hợp đó, không phân được cho cái giai đoạn thai kỳ đấy. Đây bạn thấy một cái gọi là macular star, nó gọi là star hoàng điểm, đúng điển hình, đúng là star luôn. Nãy giờ tôi cứ cố gọi là star nhưng mà cái này mới là star, macular star, star hoàng điểm, cốt tơ môn xuất huyết. Cái này là một cái tắc, một cái nhánh của động mạch mắt, thành ra nó gây một cái thiếu máu hắc mạc, thành ra người ta gọi là nhồi máu hắc mạc. Nhồi máu hắc mạc và nó tạo ra những cái vùng teo cả võng mạc lẫn hắc mạc trắng như vậy do một cái người cao huyết áp mãn tính. Bạn sẽ thấy những cái hình ảnh rất là hiếm gặp, các mạch máu động mạch nó co nhỏ hết, có những mạch máu teo hết, và trên võng mạc có những cái đốm trắng này là do cái võng mạc nó bị mất cấp máu luôn, cả hắc mạc nó teo luôn. Chứ nếu nó được nuôi dưỡng bởi hắc mạc nó mới teo, những cái lớp ngoài của nó vẫn còn được nuôi dưỡng, nó chỉ teo lớp tế bào thực kinh thực giác ra, tế bào máu và tế bào quanh. Nhưng mà cái màu sắc nó còn teo trắng như vậy là do nó hoặc là teo hoặc mạng hoặc là mất cấp máu. Thì đó là toàn bộ những cái phần bệnh lý mạch máu võng mạc. Và các bạn nắm như vậy là các bạn nắm được tất cả những cái cơ bản từ cái bệnh lý.